Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cơ quan Bảo vệ Thông tin và Truyền thông đặc biệt của Ukraine tuyên bố, nước này đã chi 4 triệu đô la Mỹ để chặn các chương trình phát thanh và truyền hình của Nga ở các khu vực giáp biên giới. Trong một thông báo trên nền tảng Telegram ngày 8 tháng 3, Cơ quan Bảo vệ Thông tin và Truyền thông đặc biệt Ukraine cho biết, chính phủ đã phân bố kinh phí để xây dựng một hệ thống ngăn chặn việc phát sóng các kênh truyền hình và đài phát thanh của Nga ở các vùng giáp biên giới. Báo cáo nêu rằng các biện pháp mới sẽ giúp giảm tác động tuyên truyền của Nga đối với người dân Ukraine và tăng mức độ bảo mật thông tin của Ukraine. Hệ thống gây nhiễu dự kiến sẽ bao phủ chính khu vực bao gồm Kiev, Kharkov và Odessa. Ukraine dần siết chặt các phương tiện truyền thông Nga kể từ năm 2014, đồng thời cấm tất cả các kênh truyền hình lớn của Nga phát sóng đến nước này. Sau khi Moscow phát động kế hoạch quân sự vào tháng 2 năm 2022, Kiev tuyên bố hầu hết nội dung truyền thông của Nga là bất hợp pháp và đã hành động để chặn các dịch vụ giúp người xem lách các hạn chế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hợp nhất tất cả các cơ quan truyền thông trong nước dưới sự bảo trợ của nhà nước với lý do thiết quân luật được áp đặt sau khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu. Tuần trước, Ủy ban Tự do quân luận của Quốc hội Ukraine đã kêu gọi cấm nền tảng nhắn tin được mã hóa Telegram, mô tả đây là mối đe dọa với an ninh quốc gia. Trước đó, vào tháng 11 năm 2023, Alexei Danilov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia NSDC của Ukraine, lập luận rằng Telegram nên bị cấm vì hệ thống tạo ảnh hưởng của Nga đang hoạt động ở đó. Sau khi Nga thực hiện kế hoạch quân sự ở Ukraine, hầu hết các quốc gia châu Âu cũng ngăn chặn các cơ quan truyền thông Nga phát sóng trên lãnh thổ của họ. Tháng 2 năm 2023, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích rằng những lệnh cấm này vi phạm trắng trợn nghĩa vụ mà các quốc gia này cần thực hiện với tư cách là một phần của OSCE, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, nhằm đảm bảo quyền tự do báo chí và tiếp cận thông tin bình đẳng cho người dân của tất cả các quốc gia thành viên. Trong một diễn biến liên quan trên Telegram, thủ tướng Ukraine Denis Semihat có đăng: "Khoảng 300 tỷ euro tài sản thuộc chủ quyền của Nga đã bị phong tỏa ở các nước đối tác và mục tiêu của Ukraine là giành được quyền tiếp cận chúng." Ông Semihat thông báo một cuộc họp đã được tổ chức về việc tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga với sự tham gia của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế và NBU. Thủ tướng Ukraine khẳng định. Chúng tôi đã thảo luận về kế hoạch hợp tác với G7, EU và Mỹ về khoảng 300 tỷ euro tài sản thuộc quyền của Nga bị phong tỏa ở các nước đối tác. Mục tiêu và quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng là tiếp cận tất cả các tài sản này. Người đứng đầu chính phủ Ukraine lưu ý rằng Kiev đang củng cố vị thế pháp lý của mình và chuẩn bị các cơ chế pháp lý cần thiết. Hiện Kiev chưa tiết lộ làm thế nào để tiếp cận khoản tiền của nhà nước Nga bị phong tỏa nhưng Thủ tướng Denis Semihat khẳng định cùng với Ngân hàng Thế giới (WB) chúng tôi ước tính quá trình phục hồi của Ukraine sẽ tiêu tốn ít nhất 486 tỷ đô la và tài sản của nga sẽ là nguồn phục hồi chính. Nga phải trả tiền và nga sẽ trả tiền. Vừa qua, giới lãnh đạo các quốc gia lớn ở Châu Âu và NATO kiên quyết phản đối việc gửi quân tới giúp đỡ lực lượng vũ trang Ukraine. Thế nhưng tại sao NATO không yêu cầu những binh sĩ đã hiện diện ở Ukraine phải về nước? Trong khi vào thời điểm này, nhu cầu rút quân là cấp thiết. Đây là câu hỏi được chuyên gia Stephen Brian giải đáp trong một bài viết cho tờ báo trực tuyến Asia Times với sự thật là NATO hiện diện ở Ukraine không phải để giúp Kiev bảo vệ đất nước, mà thật sự là để bí mật thiết lập một vòng vây bao quanh nước Nga. Ông Stephen Brian Hiện chưa rõ số lượng nhân sự thực tế của NATO ở Ukraine, nhưng chắc chắn rằng họ có mặt ở đó với số lượng lớn và đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Ba Lan và một số nước khác. Khi những chuyên gia quân sự núp dưới danh nghĩa tình nguyện viên này bị thương hoặc thiệt mạng, điều gì xảy ra với họ vẫn chưa rõ ràng và vai trò của họ thường được cho là làm việc ở Ukraine trong lĩnh vực y tế hoặc xã hội, mặc dù gần đây tình trạng chiến đấu đã được công nhận ít nhất là ở Mỹ. Dù tuyên bố của tổng thống Pháp Emmanuel Macron không nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong giới lãnh đạo liên minh châu Âu, nhưng việc vấn đề điều quân được thảo luận công khai tại diễn đàn EU rõ ràng đã làm gia tăng căng thẳng giữa NATO và Nga. Theo vị chuyên gia này, rõ ràng là liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO vẫn đang tìm kiếm lý do và cơ hội, còn cửa sổ Overton Overton Window đang mở. Cửa sổ Overton là một khái niệm chính trị diễn ra sự thay đổi cách nhìn của xã hội về một vấn đề hiện tượng nào đó. Thế nhưng, dù thế nào đi nữa, sự hiện diện của các sĩ quan và binh sĩ quân đội các nước NATO tại Ukraine là một sai lầm chiến lược và tính toán sai lầm của chính quyền Joe Biden. Trong một thời gian, NATO đã cố tình kích động xung đột ở Ukraine với lý do là để giúp người dân nước này chống lại nước Nga nhưng những bằng chứng là cho thấy một góc nhìn rất khác. Theo vị chuyên gia này, NATO đang tìm kiếm căn cứ để triển khai lực lượng và vũ khí của Liên minh để áp sát biên giới nước Nga và thiết lập vòng vây xung quanh quốc gia mà họ cho là địch thủ lớn nhất. Trong khi đó, phát biểu trong thông điệp liên bang, ông Biden cho biết, chính phủ của ông quyết tâm không đưa lực lượng Mỹ tới tham chiến ở Ukraine. TASS hôm 8 tháng 3 dẫn lời ông Biden Họ không đề nghị gửi lính Mỹ tới Ukraine. Trên thực tế, không có lính Mỹ nào tham chiến ở đó. Và tôi kiên quyết giữ nguyên như vậy. Theo ông Biden, Ukraine có thể chiến thắng trong xung đột với Nga nếu Mỹ sát cánh và cung cấp vũ khí cần thiết để tự vệ. Trong bài phát biểu, ông Biden một lần nữa kêu gọi Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua gói viện trợ mới trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ông Biden nói, nếu có ai đó trong căn phòng này cho rằng Nga sẽ dừng lại ở Ukraine, Tôi đảm bảo với bạn, họ sẽ không làm như vậy, nhưng Ukraine có thể ngăn cản Nga. Nga đã nhiều lần khẳng định không có kế hoạch đẩy xung đột vượt khỏi lãnh thổ Ukraine và tấn công các nước châu Âu. Báo Guardian Anh dẫn lời các nhân chứng kể, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 8 tháng 3 giờ địa phương, gần trại tị nạn ven biển có tên Ansati, một trong những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất ở giải Gaza vì kế hoạch quân sự chống phong trào Hồi giáo Hamas của Israel. Chiếc dù gắn vào thùng hàng viện trợ không bung ra đúng cách và bưu kiện đã rơi xuống đầu một nhóm người, bao gồm cả trẻ nhỏ, đang chờ nhận thực phẩm và những vật dụng khác. Theo nhân chứng, Mohammed al anh và anh trai đã đi theo hướng hàng cứu trợ thả từ trên không xuống với hy vọng lấy được một túi bột. Anh Anku nhớ lại, Đột nhiên chiếc dù không bật mở và rơi xuống như một quả tên lửa trên nóc nhà. 10 phút sau, tôi thấy người ta chuyển xác ba người thiệt mạng và những nạn nhân bị thương khác ra khỏi mái nhà, nơi gói hàng cứu trợ rơi xuống. Y tá trưởng phòng cấp cứu, Mohamed Ansef, thông tin rằng những người thương vong đã được đưa đến bệnh viện al Sifa ở thành phố Gaza. Mỹ và Jordan nằm trong số các quốc gia đã thực hiện thả hàng viện trợ từ trên không xuống phía bắc Gaza, nơi hàng trăm nghìn người đang phải đối mặt với tình trạng tồi tệ và cả cái đói sau hơn 5 tháng xung đột Israel-Hamas. Văn phòng truyền thông của Hamas tại giải Gaza cho rằng hoạt động này là vô ích và không phải cách tốt nhất để chuyển hàng cứu trợ nhân đạo tới khu vực. Một số quan chức Mỹ cũng bày tỏ hoài nghi về hiệu quả của phương pháp thả hàng viện trợ cho rằng chúng có thể rơi vào tay nhóm vũ trang Hamas thay vì người dân, do Mỹ không có binh sĩ tại thực địa để kiểm soát việc tiếp nhận các gói hàng. Một quan chức khác nhận định phương pháp này chỉ mang lại hiệu quả hạn chế và không giải quyết được cốt lõi vấn đề. Thêm rằng, mở cửa biên giới ở giải Gaza là giải pháp tốt nhất để ngăn chặn tình trạng khủng hoảng nhân đạo ở giải đất. Một quan chức quốc phòng Mỹ quả quyết, nước này không gây ra thương vong trong quá trình thả đồ viện trợ ở Gaza. Một nguồn tin quân sự Jordan cũng nói, cả bốn máy bay của nước này tham gia chiến dịch cứu trợ dân Gaza không liên quan đến sự cố nói trên. Trong thông điệp liên bang ngày 7 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo quân đội nước này sẽ thiết lập một bến tàu tạm thời ở địa trung hải, bên bờ biển Gaza để có thể tiếp nhận các chuyến hàng lớn chở thực phẩm, nước uống, thuốc men và lều bạc trú ẩn tạm thời cho người dân trong khu vực. Liên minh châu Âu hôm 8 tháng 3 cũng tuyên bố mở một hành lang trên biển vào cuối tuần này để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo từ ship đến Gaza. Tình hình biển đỏ tiếp tục diễn biến căng thẳng. Lực lượng Houthi ở Yemen xác nhận đạo phóng tên lửa nhằm vào tàu chở hàng Choose Confident, thuộc sở hữu của Hy Lạp đang đi qua vịnh Aden gây ra hỏa hoạn trên con tàu, đồng thời khẳng định sẽ còn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công cho đến khi xung đột tại giải Gaza chấm dứt. Người phát ngôn nhóm vũ trang đang kiểm soát một phần lãnh thổ Yemen, ông Zahia Saria cho biết, các lực lượng vũ trang Yemen kiên trì duy trì các nghĩa vụ tôn giáo, đạo đức và nhân đạo trong việc hỗ trợ người dân Palestine bị áp bức và các hoạt động của họ ở Biển Đỏ và Biển Ả Rập sẽ không dừng lại cho đến khi hành động xâm lược chấm dứt và cuộc bao vây người dân Palestine ở giải Gaza chậm dứt. Những tuyên bố của lực lượng Houthi đã khiến Mỹ và nhiều nước phương Tây dậy sóng. Các máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh đã tiến hành hai cuộc không kích nhằm vào sân bay quốc tế Hodeidah ở miền Tây Yemen. Liên minh Mỹ-Anh hiện chưa đưa ra bình luận sau vụ tấn công trên. Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Mỹ sẽ buộc lực lượng Houthi ở Yemen phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công nhằm vào tàu True Confidence. Lực lượng Houthi đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công liều lĩnh này mà không quan tâm đến tính mạng của người dân, những người đang đi qua biển đỏ và hiện tại đã có một vụ tấn công gây chết người. Lực lượng Houthi phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công của họ. Các hoạt động này không chỉ làm gián đoạn thương mại quốc tế phá vỡ quyền tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế mà còn gây nguy hiểm cho những người đi biển. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục buộc họ phải chịu trách nhiệm Chúng tôi kêu gọi các chính phủ trên thế giới cũng làm như vậy. Liên quan tới vụ việc, một quan chức Mỹ cho biết vụ tấn công nhằm vào tàu True Confidence đã khiến hai người thiệt mạng và 6 người bị thương. Trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Anh tại Yemen cũng xác nhận có hai thủy thủ thiệt mạng trong vụ tấn công của Houthi ở Vịnh Aden. Trước đó, công ty chủ quản của True Confidence thông báo con tàu này đã bị trúng một quả tên lửa tại địa điểm cách cảng Aden của Yemen, khoảng 50 hải lý về phía tây nam, khiến con tàu này phải thả trôi trong tình trạng đang bị cháy. Nhưng cho biết chưa có thông tin cụ thể về tình trạng của 20 thành viên thủy thủ đoàn và ba vệ sĩ có vũ trang trên tàu. Nhiều nước châu Âu cũng lên tiếng chỉ trích vụ tấn công của lực lượng Houthi. Ngoại trưởng Anh David Cameron trong một tuyên bố nhận định, chúng tôi lên án các cuộc tấn công liều lĩnh và bừa bãi của Houthi nhằm vào hoạt động vận chuyển toàn cầu và yêu cầu họ dừng lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ quyền tự do hàng hải và chứng minh lời nói của mình bằng hành động. Kể từ tháng 11 năm ngoái, lực lượng Houthi ở Yemen đã liên tục phóng tên lửa chống lại hoạt động vận chuyển thương mại quốc tế để bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine và để phản đối các hành động quân sự của Israel ở giải Gaza. Các vụ tấn công đã làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại thế giới qua tuyến vận tải biển quan trọng này. Trong khi đó, Mỹ cũng đã xây dựng một liên minh quốc tế nhằm đối phó với hành động của lực lượng Houthi, cũng như tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của lực lượng này